vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình nhé. Ở clip này thì mình sẽ làm về vị tượng đó là Triều Vân. Thì cái nick này thì hiện tại cũng đang tốt Triều Vân ấy. Thì có bạn đó là nhờ mình cay. Thì qua đó thì bạn nói là làm cho mình một clip luôn. Thì ok, thì ở clip này mình sẽ làm về vị tượng Triều Vân đi rừng nhá. Ôi, tem bàn gái kia, gơ gơ. Đối với Triều Vân thì nói chung một chất tượng lên đô cũng đa dạng và bảng ngọc cũng khá là đa dạng. Đối với Triều Vân ấy, là một chất tướng mình nói là khỏe và leo rank cực kỳ là tốt nhá. Về kỹ năng thì Triều Vân không đòi hỏi là quá nhiều. Nhưng mà anh em quan trọng là vào giao tranh một cách hợp lý, cũng như là đi gánh một cách hợp lý là được. Đối với Triều Vân thì mình luôn luôn đó là giai đoạn đầu game tập trung gánh đường rồng, bởi vì Triều Vân thì không phải là chất tướng quá là cơ động. Nên là việc anh em ăn mà gánh đường ta thân ấy sẽ di chuyển lên hang rồng không kịp. Hơn ở thời điểm hiện tại thì gánh đường ta thân không hiệu quả cho lắm. Bởi vì trước phút thứ 5 thì lấy trù ở đường ta thân gần như đó là không thể, trừ khi đó là 3-4 người. Thì bây giờ mình farm xong đó là bùa xanh và bùa đỏ thì chắc chắn mình sẽ lên level 4 và mình sẽ thực hiện gánh nương rồng. Tem bên bàn thì có Grac SP, cũng như đó là lá ví. Tem bên mình thì có đó là gió này anh em ạ. Và ba đúng, nói chung hai chất tướng cũng khá là ngang nhau ấy. Ok, đạt lên level 4, level cần thiết của Triều Vân rồi, farm này đi gánh này. Không biết có bắt được gái không nhá. Rồi pha này chơi luôn. Ôi gờ rắc kéo mình. Có vẻ là một củ kéo khá là sai lầm. Và một phá đó là 2 đổi 1 là ngon rồi anh em. Ôi nhưng mà phèn ít. Ôi liệu có ăn được hay không. Ôi rất may anh em ạ. Phá đó thì hai bên đều máy cả. Natalia tem mình thì cũng quay trở về chỉ còn một xíu máu. Còn phèn ít tem địch thì cũng quay trở lại rồi chỉ còn một xíu máu nữa thôi. Nói chung giai đoạn đầu game vậy là ổn rồi. Và đó thì Grac cũng tạo điều kiện cho mình lùn bùa hai màng. Thì anh em có thể thấy hiện tại bây giờ đó là tại sao mình không ăn bùa đỏ của mình, mà mình sẽ ghé sáng đó là ăn bùa xanh của tem địch. Bởi vì mình thấy đó là Phoenix của tem địch đang bên hàng bùa đỏ nhá. Đấy là cùng một cách di chuyển để giúp anh em tạo lợi thế cho bản thân. Ôi Phoenix tem địch vừa áp lấy được tem mình một phát lại gãy rồi. Ngủ. Được, có tổ chất anh em ạ. Mình là mình thích những vị tướng cực kỳ là gãy rồi. Pha này là sẽ bắt ma lốc này. Chạy đâu bạn ơi. Ôi tung hoa cực kỳ là hay đến từ vị trí của Flo tem mình. Gãy luôn được. Đúng rồi, gãy đi. Gãy nó mới hấp dẫn anh em ạ. Gãy nó mới vui. Chất tướng Triều Vân thì chất tướng khỏe lúc nào, tức là khi nó tích được nhiều điểm nội tài. Bởi vì mỗi điểm nội tài của Triều Vân đó là sẽ cộng thêm đòn 12 công vật lý nha anh em. Ôi nó lại cướp bùa mình anh em. Mình cướp được nó thì nó cũng cướp được mình. Tem mình rượt theo nhưng mà không biết có rượt được hay không ấy. Ôi thôi bắt tạm giá tá cũng được anh em ạ. Một phá đĩa giám tốt này. Mình sẽ bắt đó là xạ thủ của tem địch trước nhá. Giá tá thì chắc chắn phá đỏ hết cửa chạy rồi. Bay sóng thì giá tá cực kỳ là yếu, không thể chạy được. Ôi bị ông mập ông kéo rồi. Thế lúc này ông mập này hai phát gọi là đưa cái có tổ chất. Một phát thì kéo vào trụ đổi mang, một phát nữa thì gọi là cứu xạ thủ, đúng là một SP chấn chỉnh anh em ạ. Tá đầu thì cứu được mang lá ví nhưng mà mập thì phải bỏ lại. SP chấn chỉnh là đấy chứ SP chấn chỉnh là đâu nữa. Hiện tại bây giờ đáng thấy. Ôi phan hay bắt luôn này. Thì xạ thủ của tém địch phá đầu thì chắc chắn thấp máu thì không còn khả năng giao tránh nữa. Một pha vật tổ vụ tất tốt đến từ vị trí của ba đúng. Lùm ngáy là điểm hạ gục thứ tư. Đối với Triều Vân thì càng hạ gục đó là nhiều, đó là màng thì càng tốt nhé. Hoặc là phù cũng được anh em ạ. Ở clip này thì mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho Triều Vân luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi gánh đường này nhá. Thì khi đi gánh thì làm gì? Anh em khi đi gánh thì cứ núp đấy thôi. Thì hiện tại bây giờ mình đang thấy sái của ma lộc này. Thì cho ma lộc lên cao một xíu nhá. Rồi cho hai người gọi là giao tránh một xíu. Rồi mình mới lao vào. Rồi chuẩn bị lao vào này. Lao vào bừa luôn này. Ma lộc đó là luyện ngục này. Nhưng mà luyện ngục sống thì cũng lên bảng điểm số. Mình mà ra sớm một xíu thì chắc chắn nó sẽ không lên. Nên là mình sẽ ra muộn một xíu cho hai bên giao tránh. Rồi mình mới lao lên thì cũng chưa muộn anh em.
Đó là cách anh em đi gánh để hiệu quả hơn nhá. Yếu thế cân gánh. Trận đấu này thực tế thì vẫn đang 50-50 thôi vậy anh em ạ. Đó là 11 và 10 dành cho hai bên. Thế trận thì cũng chưa lấy được trụ gì cả. Nhưng mà đối với chiều vẫn thế này là quá ổn rồi, quá tốt rồi. Phở Ló tem mình gánh trên kia. Thực tế thì kèo đối đầu giữa Phở Ló và Mã Lộc thì chắc chắn Phở Ló nếu mà bịt muối thì sẽ trên đó là Mã Lộc nhá. Bởi vì mà chất tướng của Phở Ló thì không phải bàn cãi nữa rồi. Một vị tướng đi đường tà thân mạnh nhất. Nhưng mà quan trọng bịt muối không thôi. Thì pha này mình đi gánh lại gần lúc đấy thôi. Rồi rồi, pha này bắt luôn này. Tầm này thì bắt ai cũng được anh em ạ. Rồi, pha đĩa giám cực kỳ là tốt. Chắc chắn thì có một pha vật tổ vô tất. Đó, đó là điều đương nhiên rồi. Lên bảng điểm số tiếp này. Này thì cái tôi gãy đâu game. Gãy đi bạn ơi, bắt luôn này. Pha này mình chờ nó hết chiêu hái nhá. Rồi, nó chuẩn bị hết chiêu hái rồi mình mới sử dụng nguồn tí này. Lên bảng điểm số luôn này. Đối với La Vi ấy, khi nó đang còn sử dụng chiêu hài anh em á, bổ ôn tí luôn ấy thì sẽ không chịu đám nhá. Nó miễn đám đầu tiên mà, nên anh em á để cho nó là hết chiêu hài rồi anh em mới bổ. Phoenix gãy, này thì tôi gãy, ôi vẫn chạy được rồi. Thôi sẽ không tham pha đỏ nha anh em. Vậy là lời rồi. Về phù hiệu dành cho Triều Vân thì mình vẫn sử dụng đó bộ phù hiệu má tính anh em. Má tính thì phù hợp nhất dành cho Triều Vân rồi. Đó là khi anh em kích hoạt chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thức còn lại. Và này sẽ tập trung lấy trù này. Chỉ cần bá đúng vật tổ vô tất ngon phải là ok rồi. Đĩa giám đẹp này, pha này chơi đường này. Bắt thằng Phoenix, bắt cái thằng tồi gái này đúng rồi. Một bổ là lù luôn, pha này thì ra ta bay được 4 điểm. Lượng đám thì cũng khá là đáng kể nên là mình sẽ lùi lại một xíu nhá. Về phá và hồi phục một xíu thôi. Đối với Triều Vân khả năng hồi phục thì cũng tốt. Tới thời điểm hiện tại cái kiếm truy hôn, cái phức hợp kiếm bị giảm sức anh. Sức mạnh em ạ, nhưng mà với chiêu hái của Triều Vân thì hồi phục cũng rất chỉ là ok. Ba đúng tem mình, o đi. Này thì nó là fan đi tem bàn gãy ấy. Nhưng mà bây giờ thì chắc có lẽ là, ôi, để táo cục ta cục tạc. Này cái tôi gãy anh em ạ. Mình tưởng là lại bắt La Vi của tem đi ấy, nhưng mà cũng khá là tỉnh và đã chạy về rồi. Thì qua cái nick này thì mình cũng chúc đó là bạn luôn luôn đó dồi dào sức khỏe cũng như đó là thành công trong mọi công việc nhá. Ok, cảm ơn bạn rất chỉ là nhiều đã ủng hộ đó là cánh mình cũng như cảm ơn toàn thể anh em đã luôn luôn đó là theo dõi và ủng hộ cánh mình. Đặc biệt là những vị tướng mình làm ví dụ Triều Vân thì anh em quan tâm cực kỳ là nhiều. Cảm ơn anh em nhá. Rồi pha này ôi. Môi thơm. Này thì mập này. Nhưng mà pha đó thì tem đích đó là lùi vào trụ hết rồi. Pha này mình sẽ lùi lại một xíu nhá. Hiện tại thì tem mình đó là đáng thiếu người cũng như lượng máu thì không còn đông đầy nữa. Ôi tem đích có vẻ là lật keo ạ. Này thì lật keo này. Pha này mình sẽ bọc đó là tuyển 6 của tem đích. Bọc tuyển 6 anh em ạ. Rồi pha này này, một mục tiêu này, hai mục tiêu này. Bắt luôn này, chạy đâu. Này thì biến về, này thì mập này, này. Ôi. Bá mang, ôi thôi xong rồi. Bị giá tá nó bay rồi. À chỉ được cái triple kill anh em à. Phá đỏ nắm mang luôn. Ôi tự kiếm được cái mega kill mới thơm ấy. Phá đỏ có ai hỗ trợ mình nữa là ngon anh em ạ. Bởi vì phá đỏ giá ta bay mà đơn mục tiêu thì anh em cũng biết rồi. Lượng đám của giá ta thì không phải bàn cãi nữa rồi. Và mình sẽ bảo đồng đội đó là đánh đi nhá. Hàn chỉ chát anh em ạ. Bởi vì nãy giờ thì báo đúng chát quá là nhiều. Nhưng mà khuy đi chát quá nhiều thì cũng không tốt anh em ạ. Không tập trung đánh được ấy. Về bảng ngọc dành cho Triều Vân thì mình khuyến khích anh em lên như sau. Ngọc đỏ anh em lên cho mình 5 viên chỉ mang và 5 viên tóc đánh chỉ mang. Ngọc tím tóc đánh tóc chay và ngọc xanh đó là cống vật lý và xuyên giáp nhá. Toàn về trang bị thì ở clip này mình lên full đám cho Triều Vân rồi anh em. Đó là đầu tiên thì sẽ lên cho nó món đồ đi rừng, kiếm truy hôn, dây kiến cương để kháng dị thiêu cường chế. Rồi phức hợp kiếm để giúp gia tăng cái lượng đám. Tiếp đến sẽ lên cho nó thành kiếm để cung cấp cái lượng đám chỉ mang và thường xuyên phá lượng đám tốt nhất. Và cuối cùng mình sẽ lên cho nó giáp hồn mình hoặc là cái nánh luôn nha anh em. Với cái nánh thì dưới 50% máu thì đối phương sẽ chịu thêm 30% đám, cộng theo đó thì cộng một lượng đám cống vật lý cực kỳ là khổng lồ. Và này sẽ ăn ta thân và chắc có lẽ đến kết thúc trận đấu sớm thôi. Chứ thực sự thì tem đích về lễ cũng là một đội hình cực kỳ là đáng gơm ấy. Khỏe đến từ Mã Lộc, trâu bò đến từ Mã Lộc và cũng như đó là gơ rắc nữa. Nên là những đội hình tém đích về lết thì anh em đừng có để trận đấu kéo quá dài nhá. Khi đó thì anh em sẽ rất chỉ là khó đánh.
Thì bây giờ hiện tại thì đang thấy là giao tránh ở đường mít, tém đích thì thẳng thấy ở đường mít rồi. Nhưng mà anh em có thể thấy thì đường này thì mình và bà đúng thì đang đó là ôi pha này đìa giam ngon này, bắt luôn và kết thúc trận đấu luôn anh em. Tận dụng cơ hội một cách triệt để anh em ạ, thả con rồng tiến phóng để lấy trụ tốt nhất này. Đối với chiều vẫn phun đám thì vào đánh trụ một xíu thôi. Đặc biệt thì anh em có thể bùa chiều cuối thì có gây thêm sát thương chuẩn vào trụ nữa. Và trận đấu kết thúc ở đây rồi, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye.